đi, tìm đâu mua tiền chưa thật đây. Giá vừa rẻ chất lượng lại ngắt ngay. Ghé subscribe Tony tại Vlog, nhiều ưu đãi khuyến mãi thật mê say. Nhanh tay chốt chậm tay là hết đấy. Bán vui thôi lời lỗ gì tầm này. 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 Rồi, hello, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay thì mình có soạn ra rượu một ít. Thì anh em nào mua thì mua thôi. Thì mình giới thiệu trước cho anh em luôn. 6 tờ Việt Nam Cộng Hòa gồm 50 đồng nè. Đó. Con ngựa nè, 1972, 100 đồng. Con trâu cũ ha. Đây, khá là cũ luôn, 1972. 500 đồng Trần Đạo. Đây, đây là tướng Trần Đạo ha. 1966. 1000 đồng và 500 đồng. Hoa văn. Cái này có bóng chìm nha mọi người. Đó. Rồi đến 1000 đồng. Con voi 1972, bóng chìm là hình cô gái nè. Đó, cô gái phía bên đây ha. Thì 6 tờ này 170.000. 1 2 3 4 5 6. 170.000. Đó, anh em nào mua thì liên hệ tèo ha. 6 tờ Việt tiền Việt Nam Cộng Hòa. Tiền cũ nha mọi người. Đây, 6 tờ 170.000. Ship bên mình là 30.000 mỗi lần ship ha. Và cái này là luôn ship hình như là 200 tròn ha. Rồi tiếp theo, một cặp 10 đồng Vịnh Hạ Long. Loại nâu và trắng ha, loại nâu và trắng ha. Đây, mặt trước thì nó cũng vậy thôi. Hai tờ giống nhau nhưng mà màu ngà và màu trắng ha, nó hai loại nè. Cặp này 250. Loại này là 10 đồng. 10 đồng biển phát hành ha. Loại này thì năm 1950 53 53 54 gì đó quên rồi mọi người. Như 1953 ha, 54. Rồi. Giới thiệu cho anh em đây là bộ Việt Nam Cộng Hòa 1955 in đợt đầu ha. Gồm nè, 1 đồng nè. 2 đồng. Cũ nha mọi người. Mọi người xem chất lượng cũ ha. 5 đồng, 10 đồng ôm lúa nè. Đó, nó cũng cũ luôn. 20 đồng. Có bị viết chữ ở trên này ha. 50 đồng. 50 đồng thì còn cũ hơn, cũ nhất trong bộ luôn. Đó, nói chung là toàn bộ là lành lặn hết ha. Đó, và 100 đồng. 100 đồng mấy cày à. Mặt sau nó là hình con chim Phụng Hoàng. Đó. Nói chung là một bộ này giá bán bên mình là 1 triệu một bộ nè. Đó. 1 triệu một bộ ha. Và cái bộ này mình sẽ bao ship cho anh em luôn. Rồi tiếp theo là một cặp 200 đồng, 250 một tờ, gồm 1 ký tự và 2 ký tự. Đó, mình vẫn bán lẻ ha, 250.000 một tờ. Loại 1 và 2 ký tự. Đây, phía trên là 2 ký tự, phía dưới là 1 ký tự ha. 250.000 một tờ á. Anh em nào lựa tờ nào cũng được hết ha. Rồi, tiếp theo, bộ tướng 1966, gồm 3 tờ tướng và 1 tờ hoa văn. Đây là trọn bộ ha, gồm 50 đồng dây leo, cũ ha, 100 đồng Lê Văn Duyệt, cũng cũ luôn, phía bên đây nó có bị dính dơ chút nè. Đó. 200 đồng Nguyễn Huệ, bóng hình là con rồng ha. Rồi, đến 500 đồng Trần Hưng Đạo. Tờ này cũng cũ nha mọi người. Bộ này thì 4 tờ. Đó. Vừa đủ mệnh giá luôn. 4 tờ, 4 mệnh giá khác nhau, 50, 100, 200 và 500 đồng. Giá bộ này là 1 triệu đồng. Giá bán 1 triệu ha. Rồi, tiếp theo. Một cặp tiền, tờ này bị rách nha mọi người. Màu loại này là màu cam nè. Loại này màu nâu nè. Cam và nâu. 100 đồng nhà hát Opera. Tờ này có bị lủng và rách ha. Cặp này anh em nào lấy mình để cho 100 ngàn ha. Cặp này nó cũ và nó rất là xấu mọi người. Có rách nữa nè. Đó. 100 ngàn một cặp. Rồi cho mình giới thiệu ngoài lời là quốc tế nha mọi người. Đây là quốc tế nè. Đó. Trọn bộ gồm 1, 5, 10, 25 và 50. Loại này thì tiền MBC. Tiền sử dụng trong quân đội của Mỹ á mọi người. Đó. Quân đội Mỹ ha. Thì cái bộ này 250, anh em nào mua thì liên hệ tèo thôi. Có đúng một bộ thôi. Bộ này hình như mình quay cũng một lần rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay lại.
anh em nào thích tiền MBC thì anh em mua thôi. Chỉ có cái tờ 1 đồng là nó bị hơi bị tét nha mọi người. Đó. 50.000 một tờ đó mọi người. 45 tờ, 5 mệnh giá ha. Rồi. Lâu lâu mình chọn có một bộ này thôi mọi người, cũng không có nhiều đâu ha. Rồi tiếp đến là tờ 369 luôn. Loại này thì 150 một tờ ha, 150.000. Loại gò mối. Loại này là gò mối nha mọi người. Giấy 5 đồng vàng, 150.000 một tờ. Rồi tiếp theo là tờ 50.000, 1990. Bị té cái phía ngoài viền thôi, tờ này khá là xấu. Nó bị dính dính cái gì đây nè mọi người. Trắng trắng. Đó. Tờ này anh em nào lấy mình để cho 100.000 thôi. Đó. 50.000 1990 ha. Tờ này 100.000 nha mọi người. Rồi đến cái bộ thú ha, 50, 100, 200 nè, 500 đồng nè và 1.000 đồng. Bộ này gồm 5 tờ. 5 mệnh giá. Năm 1972 ha, gồm 50 đồng con ngựa nè. 100 đồng con trâu nè. Đó. 200 đồng. Con nai bị tét chút nha mọi người. 500 đồng con hổ khá là cũ ha. 1.000 đồng con voi. Thì cái bộ này khá là rẻ luôn mọi người, anh em nào mua lúc nào cũng được ha. Loại này mình còn nhiều lắm mọi người. Bộ này anh em nào lấy mình để 250.000 một bộ, 250.000 một bộ ha. Còn cái bộ 350 là nó sẽ mới hơn một chút xíu thôi mọi người. Hiện tại bên mình còn bộ cũ không à, mới hết rồi. Thì ở đây mình chọn ra được hai bộ. Đó. Con nai này nó cũ. Cũ hơn con nai bên đây, nhưng mà con nai bên đây thì nói chung cái nào cũng vậy à, 50 đồng nó sẽ cũ hơn chút xíu bên đây thì mình căng qua căng lại thôi. Đó, 250 một bộ ha. Rồi, tiếp đến là cái bộ này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sẵn mình quay luôn cái hàng này luôn ha. 12 là với lại sẵn có cụ hồ trong đây mình quay luôn. Tiền cụ hồ luôn. Đó, bộ cụ tông ở trong này có hình cụ hồ thì mình sẽ quay cho anh em xem. Mười mấy tờ đó mọi người. Mười mấy tờ cụ hồ ha. Nói chung là tất cả đều là khác nhau ha. Đây là 50 đồng 1976 nè. Nó hơi bị lủng và có gấp ha. 30 đồng, tờ này có rách nè. 20 đồng 1976. Đó, có hình cụ hồ ha. Cũ nha mọi người, mọi người lưu ý ha. Cái hàng cũ mình sẽ báo giá ở trên này trực tiếp cho anh em xem luôn. 5 đồng 1958. 500 đồng nè, có rách nè đó. Bị cắt. 1985 ha. Rồi đến 100 đồng tan nát luôn. Có rách nè. 100 đồng cây lúa ha, nó có tét phía này thôi. 100 đồng 1980. Vịnh Hạ Long phía sau ha. Mặt trước là hình cụ hồ. 10 đồng cụ mượt 1958. Tờ này thì nó cũng khá là cũ, tan nát rồi ha. 50 đồng 1985. 50 đồng xanh đập thủy điện ha. Đó. Rồi đến 50 đồng 1985 luôn. Đại lộ Thăng Long. 20 đồng 1985. Tờ này cũng cũ luôn. Đa số mình rắp hàng cũ để mình cho nó rẻ lại mọi người. 5.000 1987. 10.000 thì nó có tét ở cái phía này ha, nhưng mà nó còn khá là đẹp luôn mọi người. Nó bị tét thôi, nhưng mà bỏ vô phơi là khó thấy tét lắm ha. Đó. Rồi đến 20.000 cũ. 1991. À, khá là cũ ha. 50.000 1994 và 100.000 1994 luôn. Đó, 50 và 100.000. Tờ 100.000 nó hơi bị dơ chút nha mọi người, phía sau ha, phía sau bị dơ nè. Tờ 50.000 thì ở cái phía đây nó bị rách chút. Đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tờ cụ hồ. Đó. Ở đây là 16 tờ ha. Hồi nãy giờ mình quay cho anh em xem á, thì riêng cái bộ này thì mình tính giá hôm bữa là mình tính rồi 400.000 ha. Thường thường cái bộ này nè mình bán 550 bộ ha, loại này mình bán 400, mình ráp vô mười mấy tờ này luôn chứ mình cũng chả có thèm bán lẻ luôn. Rồi đến cái hàng này
2, 4, 6, 8, 10, 11 tờ. Đây là 11 tờ. Với lại 5 tờ này nữa là 16 tờ nha mọi người. Thì 11 tờ này anh em nào lấy á, 11 tờ thì hồi nãy cái bộ này 400 nè, cái này 11 tờ thì mình là 400, cái này cho là 600 nữa đi. 600 là bộ này tròn 1 triệu 600 ngàn, thì 11 tờ tính ra 60 ngàn một tờ. Đó, 60 ngàn một tờ. Bộ này 1 triệu ha, 60 ngàn một tờ. Cụ hồ này thì anh em cân nhắc trước khi mua ha, khỏi mất công. Thì ở trong cái 60 ngàn này á là bộ này 1 triệu nè. Đó, rồi kèm theo mình tặng cho anh em, kèm theo một tờ tặng ha, để mình kiếm cái hàng nào tặng tặng cho anh em để nó cân bằng lại ha. Tại vì nếu mà 1 triệu cái bộ này là nó cũng hơi cao, tại vì cái bộ đa số là cũ, hàng cũ nhiều. Tặng cho anh em cái tờ con hổ 1972. Hàng này bình thường bán cũng từ 80 đến 100, 120. Còn cái tờ mới tới 150 tờ luôn mọi người. Nên tặng cái tờ này ha, đó. Anh em nào mua á thì mình liên hệ cái số điện thoại và cái, nếu mà ở gần á, điện thoại mình trước ha, trước khi ghé cái địa chỉ này giúp mình. Hoặc có thể nhắn tin Zalo ở cái số điện thoại này ha, 0393433343. Mình là Tèo Phiền Xưa, đó. Rồi, tiếp theo giới thiệu cho anh em luôn. 100 bạc. À, 100 bạc ha. Đây là quảng tượng. Loại này mình bán 120 ngàn một tờ rồi. 1 hào 10 xu, 20 xu, 5 hào, 5 hào, 5 hào 1985 nè. 20 xu 1964 nè. 5 hào 1976 nè. 10 xu 1966 nè. 1 hào 1958 nè, đó. Rồi, 5 tờ. 1 2 3 4 5. 5 x 5 25, 250. Đây, 250.000 5 tờ. Nhớ ha, anh em mua lẻ còn mắc hơn nhiều đó mọi người. Nếu mà mua lẻ là có thể là 300 không chừng. Mình sẽ báo giá lẻ. Thì anh em mua lẻ mình báo giá lẻ thôi. Đa số những cái tờ kia cũng cũ chứ không có được mới lắm. Rồi tiếp theo là một cặp luôn đi mọi người. Cặp luôn. Mình báo cho anh em giá một cặp này. Thì cái tờ con lăn và tờ hai nóc cũ ha. Hai nóc cũ và cái tờ con lăn. Cặp này 150.000 ha. Hai nóc và con lân, hai nóc có hơi rách chút xíu ha. Cặp này 150 nè. Cặp 30 đồng này video trước mình có quay rồi. Tờ 10 đồng chuyển phát hành, tờ này 150 nè. 10 đồng ha, chuyển phát hành. Đó, đây là tiền Đông Dương mọi người. Rồi tiếp theo. Rồi, một bộ 1987, bộ này nó bị té. Đa số là hàng bị tét giữa và nó bị phá nha mọi người. Đây nó bị dán lại ha, và hai số seri này nó khác nè. Đó, hai số seri này nó khác nhau nè, tại giá nửa tờ này nửa tờ kia, tờ này cũng vậy luôn, nửa tờ này nửa tờ kia. Cái này thì nó đúng nè, nó không có nửa tờ nhưng mà nó bị tét ha. Đây, đó, có dán băng kèo nè. Rồi bộ này mình cũng bán bỏ luôn mọi người. Đợt mình cũng tưởng người ta bán mình không có để ý, mình mua về mình không để ý chứ không phải bán lỗ cho anh em luôn. Bộ này anh em đâu lấy, mình để cho 100.000 ha. 1987 3 tờ 100.000, ship 30.000 rồi nha mọi người. Mọi người nhớ cộng ship giúp mình ha. Rồi tiếp theo thì anh em theo dõi mình thì cũng mình bán cũng nhiều rồi mọi người. Tờ Bảo Đại. Rồi, 5 đồng viện phát hành. Đây là Bảo Đại ha. Tờ này khá là đẹp luôn. 400 ngàn một tờ. 400 ha. Tờ này khá là đẹp mọi người. Còn khá là đẹp ha. À, đó. 400 ngàn một tờ. Nó hơi bị nhăn thôi mọi người. Tại vì nó bị gấp. Rồi, tiếp theo. Giới thiệu cho anh em đây là cái lô rác cũ thôi. Nè, một tờ. 2 đồng, 1955 nè. Tờ này coi như mình tặng luôn.
tặng cho anh em ha. Tờ này cũng tặng luôn, khỏi tính tiền. Một tờ nè, 2 đồng nè, đó. 2 đồng 1980 nè. 1 đồng 1985 nè. 1 hào 1958 nè, đó. Lát nữa mình đếm cho anh em cái giá là anh em đúng, mình chọn đúng một bộ cho anh em thôi. Cho cuối video cho anh em mua ha. Đúng một bộ cuối thôi. Bộ này thôi. Thì ở những cuối video anh em nào coi cuối video thì sẽ mua được ha. 20 đồng hoa văn, 50 đồng hoa văn nè. Cặp này thì mình tặng rồi ha. Và đây là 50 đồng con ngựa. Đó, hồi đó mình mua lô của người. 2 hào xịt thuốc rầy. Đó, nó bị mắc ở cái phần này một chút thôi. Chứ mà giá mình bất ngờ lắm mọi người. 1 đồng 19 sở thú ha, 1955 nè. 500 đồng trận đạo. Đó. 1 đồng 1958. Bán vui bán chơi cho anh em luôn, tờ này rách hả, tặng cho anh em luôn. Tặng luôn. 500 đồng hoa văn. Tờ này thì nó bị rách nhưng mà nó vẫn còn thịt nè. Vẫn còn thịt bình thường ha. Nói chung là làm lại là nó sẽ lành lặn lại thôi. 50 đồng hoa văn này hình như trong này có rồi. 1000 hoa văn. 5 đồng 1976. Tờ này bị rách nè, rách phiền ha. Đây là hình con lân, 10 đồng 1953. 1 đồng Ủy ban Trung ương. Và cái tờ 5 hào 1976. Tờ này bị dính mực ha. 1 đồng Ủy ban. Rồi, mình sẽ đếm ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cho vô tờ này luôn, tôi chẳng 20 tờ 200.000 tặng. 20 tờ 200.000 tặng kèm 4 tờ bị rách luôn là 24 tờ. 200 ship 30.000 là 230.000. Rồi. Một bộ duy nhất ha. Lâu lắm mình mới xong được mấy cái bộ nó hơi rách ha. Còn 4 tờ rách thì mình sẽ tặng ha. Tính ra 10.000 một tờ. Thì anh em nào đặt á thì liên hệ sớm tèo ha. Mình là Tèo Tiền Xưa. Xin chào tạm biệt anh em.